Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng máy tính. Thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái tác hại khi mà các bạn sử dụng cái laptop mà đã hỏng pin nhé. Đó, thì hôm nay là mình cũng đang quay video cho các bạn ở đây là một cái laptop Dell các bạn này. Đó, laptop Dell thì màn hình là 15 inch các bạn nhé. Đấy, 15 inch tương đối là lớn. Thì cái máy này thì nó cũng phù hợp cho việc là làm văn phòng. Đó. Còn nếu mà cấu hình mạnh hơn nữa thì các bạn có thể sử dụng để làm đồ họa hoặc là chơi game nhé. Đấy, máy của mình ở đây thì chủ yếu là làm văn phòng là chính thôi, phù hợp cho việc học tập của học sinh và sinh viên. Đó, thì cái máy này là nó bị hỏng pin rồi các bạn nhé. Đấy, thì cũng sau một khoảng thời gian tương đối là dài sử dụng máy tính khoảng trên 10 năm rồi. Đó, thì mình cũng có một ít kinh nghiệm thôi. Đó, thì cũng chia sẻ lại các bạn. Thì hy vọng là các bạn tham khảo và cung cấp cho các bạn một số cái thông tin nhé. Thì khi cái máy laptop nó bị hỏng pin các bạn thì nó sẽ gây ra một số cái tác hại nhé. Ở đây này mình đang quay cái mặt sau của laptop cho các bạn xem này. Đây cái pin của nó đây các bạn này, pin của laptop Dell nhé. Đó, thì khi mà các bạn muốn tháo pin ra ấy, thì hầu như hết ở trên các cái dòng laptop ấy thì các bạn chỉ cần đẩy cái lầy này này. Đó, các bạn đẩy cái lầy này sang phía bên trái này và cái lầy bên này sang phía bên phải nhé. Thì các bạn sẽ dùng cái tay các bạn kéo như thế này này, các bạn kéo ra như thế này. Đó thì các bạn sẽ tháo được cái pin này ra nhé. Khi mà các bạn thay pin hoặc là các bạn cần vệ sinh pin, đó, các bạn kéo ra. Sau khi xong rồi thì các bạn lại lắp theo chiều ngược lại. Các bạn lắp vào thì các bạn đẩy theo chiều ngược lại nhé. Các bạn kéo cái lầy từ phía bên phải này sang này để đóng này, từ phía bên bên này sang bên này, từ phải sang trái để đóng này. Đó. Thì cái vấn đề mà tháo pin này, tháo pin laptop thì mình cũng có chia sẻ về một clip ở trên kênh của mình rất là chi tiết. Các bạn có thể truy cập vào cái kênh của mình nhé và các bạn tham khảo thêm. Và ngoài ra thì các cái video khác chia sẻ về cách sử dụng phần mềm, rồi cách sử dụng máy tính này, laptop, máy tính bàn, rồi cách gọi tiếng Việt ở trên máy tính và một số cái nội dung khác thì các bạn có thể truy cập vào cái kênh của mình nhé. Các bạn tham khảo thêm một số video ở trên kênh. Đó. Thì bây giờ mình sẽ mở cái máy này lên các bạn nhé, để cho các bạn xem thử là nó hỏng pin thì cái máy laptop nó sẽ báo như thế nào nhé. Đấy, hỏng pin thì máy nó sẽ báo như thế nào. Và mình sẽ cắm nguồn cho máy các bạn này. Đây, cái nguồn của laptop Dell các bạn này, dây nguồn nhé. Đấy, cắm vào điện 220V nhé, cắm vào luôn. Rồi dây nguồn của nó đây các bạn này. Đấy. Cái đầu cắm của dây đeo các bạn này. Đây. Đấy, khi cắm các bạn xoay xoay một chút nhé. Đấy, xoay xoay một chút để cho nó chắc. Rồi bây giờ mình mở màn hình lên thôi. Mở màn hình lên để chúng ta khởi động. Rồi sau khi mở lên thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút nguồn này các bạn này. Cái nút nguồn của máy tính đeo đây nhé. Cái nút tròn đây. Chúng ta mở lên. Bấm tay vào đây. Ta khởi động. À, máy này nó báo rằng là phải bấm vào cái phím F1 để khởi động qua hệ điều hành Windows. Đây, F1 là bàn phím này. Rồi, máy đang chạy rồi các bạn nhé. Thì cái máy của mình ấy, thì đang sử dụng cái ổ SSD nhé. Mình vừa rồi mới nâng cấp từ ổ HDD lên SSD. À, do cái máy này cũng hơi lâu rồi cho nên là nó chạy chậm thì mình đã nâng cấp lên ổ SSD. Đó, thì tốc độ là mình thấy là nó chạy nhanh khoảng gấp 3 lần các bạn. À, tốc độ nhanh khoảng 3 lần. Các bạn thấy không? Mình vừa mở cái nút nguồn xong chỉ tầm trong vòng khoảng 5 giây thôi là máy đã khởi động vào hệ điều hành Windows rồi. Và rất là nhanh nhá. Đó, thì khi mà máy laptop nó hết nó hỏng pin thì nó sẽ máy của mình nó báo đấy các bạn này. Đó, nhanh nháy đấy các bạn này. Đây nhá. Đó, cái đèn đèn báo pin nó nháy như thế này có nghĩa là cái màu đỏ, có nghĩa là cái pin không có vào điện các bạn ạ. Pin không vào điện nó đã hỏng luôn rồi đấy. Gọi là chai pin rồi. Đó, chai pin hoàn toàn luôn rồi, hỏng pin rồi. Đó. Thì khi sau khi các bạn sử dụng một thời gian ấy, thì cái pin của các bạn nó sẽ bị chai đi. Chai tức là hỏng pin hoàn toàn, lại giống như cái điện thoại cũng vậy. Thì các bạn chỉ còn cách là thay pin mới thôi nhá, thay pin mới. Thì ở đây nó có cái dung nhân màu đỏ đấy các bạn này. Đấy, nó hiện như thế này thôi nhưng mà nó có cái dung nhân màu đỏ báo đây. Dung nhân màu đỏ chỗ cái biểu tượng sạc của laptop ấy. Dung nhân màu đỏ đây. Thì nó báo rằng là cái pin này là không có vào điện các bạn nhá, pin không có vào điện. Tức là pin không có sạc được nữa. Đấy, dấu đỏ đấy các bạn này. Đây nhá, đồ đỏ đây nhá. Đó, thì là pin đã bị hỏng. Thì khi pin bị hỏng thì nó sẽ có hai cái nguy hiểm các bạn, hai trường hợp. Đấy, thì bây giờ các bạn muốn muốn laptop nó vẫn hoạt động thì các bạn bắt buộc phải cắm dây nguồn vào. Đấy, phải cắm dây nguồn vào khi pin bị hỏng đúng không? Còn nếu các bạn mà không cắm dây nguồn vào thì laptop này các bạn mở không có lên, bởi vì đâu có pin đâu mà chạy đúng không? Đó, không có pin mà chạy thì laptop nó sẽ không chạy được thôi. Đó, không có điện thì laptop sẽ không chạy được. Đó, cho nên là khi mà hỏng pin ấy các bạn phải gắn dây nguồn vào. À, tức là chúng ta sẽ chạy điện trực tiếp luôn, à, chạy cái dòng điện trực tiếp qua dây nguồn gắn vào đây luôn. Đó, thì laptop chúng ta mới hoạt động. Đó, thì
nó sẽ gây ra cái tác hại đó các bạn ạ. Đó là khi mà cái điện lưới của các bạn ấy nó mất đột ngột nhá, điện lưới nó mất đột ngột thì coi như là cái laptop của chúng ta cũng tắt nguồn luôn. Đó, khi điện lưới tắt rồi thì laptop cũng tắt luôn, bởi vì bây giờ là cái pin nó hỏng rồi, nó không dự trữ được điện nữa thì nó sẽ tắt một cái rụp luôn. Đó, thì khi các bạn đang làm việc như thế này ha, các bạn đang làm rất là nhiều việc, các bạn đang giải trí mà nó tắt một cái như thế thì rất là gây, rất là phiền hà các bạn, phiền hà. Đó là cái thứ nhất các bạn nhé. Hoặc là các bạn làm việc mà các bạn đang đang chưa lưu văn bản, hoặc là các bạn đang làm một công việc gì đó rất là quan trọng mà nó ngắt nguồn một phát là nó coi như mất luôn. Đấy, thì rất là mất thời gian. Và vấn đề thứ hai là nó sẽ cái nghiêm trọng nhất các bạn nhé. Đấy, khi các bạn sử dụng pin hỏng đấy là nó sẽ mất nguồn đột ngột thì nó sẽ gây ra hiện tượng là hỏng men các bạn ạ, hỏng men. Đấy, hỏng ổ cứng luôn. Đó, tức là máy tính nó sẽ chết luôn. Đấy, có trường hợp là sập nguồn xong là máy tính của chúng ta bị chết hoàn toàn luôn. Đấy, tức là hỏng hoàn toàn các bạn, hỏng cái men ở trong này này. Hỏng luôn cái men này. Và các bạn biết rằng là đối với cái máy tính thì cái men là một trong những cái thiết bị quan trọng nhất ở trên máy tính, gọi là cái bản mạch. Cái bản mạch nó to thế này, nó nằm ở trong cái laptop này các bạn này. Gọi là cái men nhá. Đó, thì nó hỏng rồi thì chỉ còn cách là thay men thôi. Đấy, nhưng mà trường hợp mà đã thay men thì theo mình là các bạn nên mua cái laptop mới. Đấy, thay men thì rất là giá rất là cao. Đó, và hỏng hỏng men thì rất là khó sửa luôn, thì bắt buộc là chúng ta trường hợp là phải thay men là chủ yếu thôi. Đấy, như vậy là trường hợp mà mất dòng điện đột ngột đấy thì nó sẽ gây hiện tượng hỏng men. Hỏng men thì coi như là máy tính của chúng ta là cái tuổi thọ của chúng ta giảm rất là nhiều luôn các bạn nhé. Giảm rất nhiều. Cho nên là trong quá trình các bạn là sử dụng laptop hoặc là máy tính bàn thì các bạn phải hạn chế tối đa trường hợp là mất nguồn đột ngột nhé. Mất nguồn đột ngột. Cái lỗi này là nghiêm trọng nhất, nó gây giảm tuổi thọ của máy tính nhiều nhất và có thể là làm máy tính của chúng ta chết hẳn luôn. Có nghĩa là không sử dụng được nữa luôn các bạn nhé. Đấy, có nhiều trường hợp đấy như vậy rồi. Đó, cho nên là trường hợp mà các bạn thấy pin của các bạn bị hỏng ấy thì các bạn nên cố gắng là thay pin mới nha, để chúng ta có một cái hệ thống lưu điện ở trên máy khi nào cũng có. Trường hợp mà mất điện lưới rồi thì trên pin vẫn còn dòng điện, thì trên pin vẫn còn dòng điện thì laptop của chúng ta vẫn hoạt động bình thường và nó không bị mất nguồn đột ngột. Đó, thì lúc đấy các bạn sẽ sử dụng cái lệnh shutdown nhé. À, các bạn sử dụng cái lệnh shutdown đến máy để các bạn tắt. Đó, thì máy nó sẽ rất là an toàn luôn, rất an toàn và không có bị vấn đề gì cả về phần cứng. Đó, đó là khi mất nguồn đột ngột thì nó hỏng men, và vấn đề thứ hai là kéo theo là ổ cứng các bạn. Ổ cứng cũng rất là nhanh hỏng. Đấy, mất nguồn đột ngột thì ổ cứng cũng tuổi thọ giảm đi rất là nhiều. Và hai cái thiết bị mà nhiều tiền nhất ở trên máy tính thường thường là men và ổ cứng các bạn, hai cái phần đó rất là cao tiền luôn. Đó, thì các bạn cũng cân nhắc trường hợp là các bạn thay cái pin mới nhá. Thì đối với máy của mình thì hôm nay là cái máy của mình thì hôm nay nó hỏng pin hẳn rồi, thì cũng tranh thủ cái thời gian rảnh rỗi và mình cũng sắp tới là mình cũng thay pin các bạn, cho nên là mình cũng làm clip để chia sẻ lại kinh nghiệm với các bạn nhé. Đó, thì hy vọng là cung cấp cho các bạn một số cái thông tin như vậy. Và cái tác hại thứ ba nữa đấy là nó có thể gây cháy nổ các bạn nhé. Thì khi mà cái pin của các bạn đã hỏng rồi ấy, thì các bạn vẫn tiếp tục sạc, đó, tức là vẫn cắm nguồn vào sạc như thế này, thì có một số trường hợp là pin nó bị lỗi thì nó có thể gây cháy nổ. Đấy, mà cháy nổ pin thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ máy luôn, và có thể là hỏng máy hoàn toàn. Đó, thì trường hợp mà nổ pin laptop hay là nổ pin điện thoại thì các bạn cũng nghe rất là nhiều rồi, có nhiều trường hợp là bị nổ rồi nhé. Đấy, cho nên là khi sử dụng pin bị hỏng cũng rất là nguy hiểm các bạn ạ. Chưa biết được chuyện gì đấy, cho nên là mình phải khắc phục sớm cái trường hợp là pin bị hỏng, đó là bằng cách thay pin mới. Rồi, thì theo mình được biết thì cái giá mà khi thay pin mới thì các bạn sẽ có hai cách nhé. Một là các bạn đến các cái cửa hàng máy tính ấy, các bạn nhờ tư vấn và các bạn đặt hàng, mua pin tại các cái cửa hàng sửa chữa máy tính. Hoặc là cách thứ hai thì các bạn sẽ đặt hàng ở trên mạng nhé. Tức là các bạn đặt hàng online thì họ sẽ gửi hàng về cho các bạn và các bạn mua nhé. Thì mình thấy ở trên mạng thì cũng có rất là nhiều shop, thì mình cũng thấy là bán pin rất là nhiều. Nhưng mà các bạn phải chọn đúng cái máy của các bạn nhé. Tức là các bạn phải chọn đúng là hàng của các máy là máy Dell hay là máy HP hay là máy Asus đó, và cái dòng máy là dòng máy gì, tức là tên máy, để các bạn là mua cái pin cho chính xác nhé. Đấy, mua pin chính xác. À, và cái pin hiện nay thì thường thường có giá từ tầm khoảng 600 trở lên các bạn, 500 đến 600 hoặc là hơn. Đó, đối với pin chính hãng thì giá có thể là trên 1 triệu các bạn ạ. Pin chính hãng thì có khi là giá 1,2 triệu đến 1,5 triệu. Đấy, thì bây giờ hiện nay thì mua pin chính hãng rất là khó, chúng ta phải đến các cái hãng của máy tính để, hoặc là đơn vị bảo hành thì chúng ta mới mua được, cũng rất là khó các bạn nhé. Thì trong quá trình các bạn mua pin thì các bạn cũng phải tìm hiểu thông tin và cân nhắc khi mua nhé, và phù hợp với túi tiền của các bạn.
Bởi vì cây pin trên laptop thì coi như là một trong những cái cứu cánh cho cái tuổi thọ laptop của các bạn. Đó, các bạn muốn cái laptop của các bạn mà nó hoạt động ổn định này, kéo dài tuổi thọ lên 2 đến 3 lần đấy, thì các bạn phải có một cái viên pin thật là tốt nhá, để chúng ta lưu điện, để phòng trường hợp là cái mất nguồn đột ngột đấy, hoặc là hạn chế cái hiện tượng cháy nổ ha. Làm khi mà cái pin bị hỏng thì các bạn cắm điện vào mà nó không không có sạc điện được ấy, thì nó có thể nóng lên nữa, và nó khi nóng quá tải nó có thể gây ra hiện tượng cháy nổ này các bạn nhé. Đó thì chúng ta đảm bảo cái an toàn để chúng ta thay bằng cách là chúng ta thay pin. Rồi thì mình vừa chia sẻ các bạn về một số thông tin để liên quan đến cái việc sử dụng pin laptop. Thì hy vọng là những cái thông tin mình cung cấp thông qua một khoảng thời gian rất là dài sử dụng máy tính, thì mình đã chia sẻ các bạn lại cái kinh nghiệm nhỏ để các bạn tham khảo nhé. Rồi chúc các bạn sử dụng máy tính thành công nhé. Mình xin dừng video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Và sau video này bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.